Xin chào tất cả các bạn nhé. Tính năng NFC trên điện thoại iPhone đến thời điểm hiện tại có rất nhiều bạn đã biết và sử dụng tính năng này rồi ở trên iPhone, nhưng có rất nhiều bạn cũng chưa biết cách bật cái tính năng NFC cũng như là sử dụng tính năng NFC ở trên điện thoại iPhone như thế nào. Thì hôm nay các bạn cùng tham khảo trong video này của mình nhé. Như các bạn đã biết, cái tính năng NFC ở trên điện thoại iPhone là một cái tính năng để các bạn có thể quét, các bạn có thể trao đổi cái dữ liệu khi các bạn cần. Và tính năng NFC hiện tại thì hỗ trợ trên các cái dòng iPhone từ iPhone 7 trở lên các bạn nhé. Từ iPhone 7 trở lên. Thì để bật cái tính năng NFC ở trên các cái dòng iPhone cũ như thế đó, thì các bạn thực hiện cho mình các bước như sau. Rất là đơn giản thôi. Các bạn vào một cái cài đặt chung của máy này. Sau đó thì các bạn chọn đến cho mình mục là trung tâm điều khiển nhé. Đây là trung tâm điều khiển. Thì tại đây thì các bạn sẽ kéo xuống nhé. Đấy, các bạn vuốt xuống. Các bạn tìm đến cho mình cái phần là đầu đọc thẻ NFC này. Đấy. Thì những cái máy nào có cái mục là đầu đọc thẻ NFC như thế này nhé, thì các bạn mới sử dụng được cái tính năng NFC. Đấy. Thì các bạn chọn cho mình cái dấu cộng ở đây vào. Thì các bạn sẽ thấy ở cái phần là điều khiển được bao gồm nhé. Thì ở phần này đã có cái phần là đầu đọc thẻ NFC. Những cái dòng máy cũ hơn, các bạn tìm ở trong cái mục trung tâm điều khiển này. Đấy. Mà các bạn không thấy cái phần là NFC đâu. Đó. Như cái máy này của mình nhé. Thì mình các bạn, như các bạn cũng đang nhìn, không còn cái mục là NFC. Thì chứng tỏ cái máy của mình đời cũ rồi, không còn sử dụng và hỗ trợ cái tính năng NFC nữa nhé. Sau khi các bạn thêm cái phần đầu đọc thẻ NFC trên cái phần trung tâm điều khiển này rồi, thì các bạn sẽ quay trở về màn hình chính này. Để sử dụng thì các bạn sẽ vuốt cái trung tâm điều khiển xuống. Các bạn sẽ thấy biểu tượng là NFC ở đây. Các bạn sẽ chọn vào. Đó, đầu đọc thẻ NFC này. Đấy, giữ gần thẻ nhé. Và các bạn cũng có thể để sử dụng theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Đó là cách bật NFC trên những cái dòng iPhone đời cũ. Thì các bạn có thể tham khảo nhé. Chỉ với một vài bước đơn giản như thế thôi, các bạn cũng đã bật được tính năng NFC ở trên điện thoại iPhone, cũng như là các bạn cũng có thể sử dụng qua tính năng NFC khi các bạn có nhu cầu dùng cái tính năng này nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì nhớ ủng hộ mình một like video. Đồng thời, những bạn nào lần đầu tiên cái kênh của mình, các bạn ủng hộ thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.